tiên là chuẩn bị một rồi. Rồi. Ở đây hướng dẫn cho em khai thác ở trái tâm sức tư dưới mình ha. Rồi, một cái nữa là khai thác ở trái mặt cơ bản. Đó, thì đây là các cái chỗ chúng ta phải tắt mở cái la bàn này. Mình hãy là lên cái bản điện. Rồi là transmission unit nha. Đây là cái điều kiện ở khi các bạn chúng ta kết hợp phải nhớ chúng ta kết hợp chúng ta có thể sử dụng mạng nữa và sử dụng lên cái điều chưa. Và chúng ta lưu ý cái công tắc nguồn của cái la bàn phản ánh là phải mở lên biết chưa đó các bạn, la bàn phản ánh tức là ở cái la bàn phản ánh á, cái tín hiệu nó điện tới la bàn phản ánh nó có công tắc nguồn của cái la bàn đó em phải mở lên nhau. Thì nếu em tắt á thì khi em khởi động cái la bàn này thì cái la bàn này cái la bàn chính nó quay, cái mặt la bàn chính nó quay, cái thằng kia nó không quay, như vậy nó sẽ sao mất toàn bộ, được chưa? Mà nó mất toàn bộ thì các em phải làm lại, các em phải làm công việc toàn bộ của phản ánh giới của làm cái gì? Cho nên các em phải đảm bảo được là cái công tắc nguồn của là bàn phản ánh nó mở. Sau đó chúng ta sẽ chuyển cái công tắc này sang từ stop sang start là xong, mở nguồn cho cái la bàn và lúc đó la bàn chúng ta nó sẽ khởi động la bàn, cái con quay chúng ta nó quay và nó sẽ tự động từ từ nó sẽ ổn định về công tắc. Đó, trong thời gian khoảng 3 đến 5 tiếng tùy theo cái vị trí ban đầu của quay. Đúng không? Khi nó ổn định đó, thì các cái đèn này nó sẽ sáng lên chúng ta biết. Đó. Các cái đèn này sáng lên thì trong cái tương tự ở trên đây nó sẽ giải thích cho các em. Đó. Rồi, sau khi chúng ta mở lên khoảng 3 đến 5 tiếng thì chúng ta sẽ làm các cái bước tiếp theo. Riêng ở cái la bàn này á cửa sẽ số khí độ tự động rồi chúng ta có làm, nhưng cái la bàn này á là các em phải làm công việc là cửa sẽ số khí độ bằng tay, còn lát nữa thầy sẽ hướng dẫn cho các em luôn mà nó dùng bằng tay sử dụng cửa sổ khí độ bằng tay. Rồi khi tạo hành trình chưa làm trình, sau đó sau khi mở máy xong rồi đợi 3 tiếng rồi ổn định rồi, chúng ta mới kiểm tra cái hướng của la bàn với hướng tàu coi nó khác biệt gì không, nếu có thể nha. Đó, tức là kiểm tra cái độ chính xác của la bàn coi nó sai số quá nhiều không, nhưng hạn của tàu ta đang đi hướng 90 độ thấy chưa, mà trên la bàn nó chỉ hướng 58 là không được rồi, vậy là sai số quá lớn rồi, là có vấn đề gì đây. Đó. Bước thứ hai nữa là chúng ta kiểm tra cái mặt la bàn chính với la bàn phản ảnh xem coi nó đồng bộ chưa, nếu chưa đã thực hiện công việc đồng bộ. Công việc đồng bộ của la bàn phản ảnh thì rất đơn giản thôi, đối với cái hệ thống này thì la bàn phản ảnh ở đây thì giả sử như cái mặt la bàn đây nó có cái chân ở đây nó sẽ có công tắc mặt quặng vòng vòng ở đây gần đó thôi, nó sẽ có công tắc tắt mở on off mở điện nhé, cung cấp điện cho cái máy này này với độ sáng á. Thì thông thường nó có hai nút, một nút á là chỉnh độ sáng cái mặt máy, tức là ở đây khi mở tăng giảm thì độ sáng nó sẽ đèn sáng lên. Một nút là dùng để chỉnh đồng hồ. Chỉnh đồng hồ có nghĩa là chúng ta sẽ có hai người, một người ở trong là chính và đọc cái số đọc ở đây các em. Thứ nhất là cái tắt này nha, tắt nguồn này đi. Đó, tắt nguồn này đi rồi các em mới bật cái nút này, thì cái mặt này thường là chúng ta ấn vào chúng ta xoay đó, cái mặt la bàn này nó mới quay, được chưa? Đó thì chúng ta đang nhìn hướng tàu, thì cái này là ví dụ như đây là hướng của tàu thì nó có cái dấu ở đây. Đó, người mặt la bàn chính đọc là hướng tàu bây giờ là 30 độ chẳng hạn, chính xác 30 độ thì các em vặn cái số đọc sao 30 nằm ngay đây, ngay chỗ vị trí hướng của tàu. Xong chúng ta bước ra và nhanh chóng bật công tắc nguồn. Được chưa? Em bật công tắc này có nghĩa là tín hiệu nó sẽ truyền từ la bàn chính nó truyền lên dưới đây là hai này chạy đồng bộ với nhau. Được chưa? Thì cái thao tác đồng bộ của la bàn phản ảnh là như vậy đó.
thường là như vậy. Còn tùy theo cái nhà sản xuất, người ta có thể có những cái mức hay cái gì khác nữa, thì em theo những ngành chút mà mình gọi điện thôi. Rồi bước kế tiếp, khi tạm đình xong cái việc đó là chúng ta đảm bảo được là cái làm bạn chúng ta ổn định rồi. Khi tạm đình thì khi đi tàu, tàu chạy có tốc độ thì chúng ta phải tiến hành thử xe số tốc độ. Thử xe số tốc độ thì một số la bàn chúng ta sẽ nhập bằng kỹ thuật số, nhập cái hướng tàu chạy, nhập cái biểu đồ tàu chạy vào, rồi nhập tốc độ tàu chạy vào. Được không? Còn nếu một số la bàn nó có kết nối với cái tốc độ luôn đó, thì không cần, nó sẽ dùng. Đó. Còn la bàn này thì nó lại thử xe số tốc độ bằng tay. Nó khác ở chỗ là gì? Thực ra cái la bàn này là cũ và rẻ tiền, cho nên nó không có làm các cái chức năng tự động đâu. Công việc của nó rất là đơn giản. Đưa vào cái bảng này các cái thông số của cái bảng này, được chưa? Chúng ta lấy cái giá trị nào đó của cái bảng này nó cho, sau đó chúng ta bằng cái nút này đến giá trị đó là coi chúng ta thử xe số tốc độ ở cái bảng này. Thì công việc thử xe số tốc độ của bảng này nó được thực hiện dưới đây. Đây là cái bảng để em nhìn thấy lên đó. Rồi thông số chúng ta đưa vào là gì? Thứ nhất là tốc độ tàu. Cái hàng cái tàu thường thường chạy 15 nơ đi. Nếu mà tàu container thì nó chạy khoảng 15 đến 20. Tàu hàng bình thường thì chạy dưới 15. Trung bình là khoảng 15. 15. Ví dụ tàu chạy, cái hàng cái tàu chạy ở vùng mà chúng ta đi tầm khoảng 10-15 độ. Ở chỗ này là kéo qua đây, và giống xuống thì tầm độ nào? Số 3. Số 3. Số 3. Chúng ta xác định cái độ số 3, chúng ta quay trở lên. Đó. Cái bảng này, cái bảng này là chúng ta xác định được cái số ô số mấy rồi, số 3. Chúng ta sẽ bằng cái lúc này đến vị trí số 3 là xong. Tại sao hôm nay không có cái nút la bàn rồi? Tại vì nút la bàn bản thân là máy la bàn biết rồi. Em hiểu nữa không? Là cái cơ cấu bên trong nó sẽ tự động nó hưởng cho các em, nó làm việc cho các em. Đó. Còn nếu mà không có các cơ cấu khử sang số tốc độ trực tiếp trên la bàn, có nghĩa là ở trạng trường hợp này là nó sẽ thử nó làm cho trục chính chúng ta hoặc la bàn nó kéo đi một cái góc tương ứng, được chưa? Còn nếu không có thì các em làm bằng tay, thử sai số tốc độ bằng tay bằng cách nào? Một là các em dùng công thức hôm trước thầy đưa, nhớ không? Em đọc số la bàn, vĩ độ tàu, tốc độ tàu và hướng tàu, em đưa công thức hôm trước. Bây giờ hướng la bàn chúng ta tàu là hướng la bàn có rồi, tốc độ hướng của la bàn, vĩ độ, được chưa? Em đưa vào công thức, em sẽ xác định được delta V. Đó. Mà xác định delta V thì yêu cầu em mới cộng từ gì đó vào cộng cái nhân chính của nó. Nếu như mà là bài tập vẫn chỉ đó thì là bằng tay. Một số cái tài liệu của là bài mà cho em sẵn cái bảng luôn, sẵn cái bảng sẽ số bao nhiêu luôn, em cứ việc làm. Đó. Thì tới khai thác cái phần xin giúp 700 đi, thầy sẽ nói cho em cái phần đó. Xin giúp 700 nó thử xe số bằng nhập số vô, còn nếu không thì em có thể có cái bảng để em đạt từ vô. Rồi thử xe số rồi xin. Riêng cái là bài này chúng ta không thử xe số lắc và xe số vô tính, không có chúng ta không thử. Sai số lắc thì nó chỉ có một phần bàn giảm mình cho là so. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là người ta đặt cái la bàn nó nằm ở vị trí ở tầm tầm lắc của tàu và tầm quay, cho nên nó giảm được cái biên độ lắc. Còn sai số không tính thì nó không có thiết bị của mình.